trung niên, 4 kiểu người đừng dại tiếp xúc, 3 không làm, 5 không giúp. Nếu không muốn đến già vẫn còn phiền nhiễu quấn thân, thậm chí tan quan cửa nhà. Người đến tuổi trung niên, bạn bè ít không sao, chỉ cần chân thành là đủ. Với 4 kiểu người sau đây thì tốt nhất không nên tiếp xúc thân thiết. Đời người như giấc mộng, dạng sự như mây khói. Qua thời gian, nhiều người bất tri bất giác đã bước sang tuổi trung niên. Đi qua nhiều mưa gió, chứng kiến những thăng trầm của cuộc đời, chúng ta sẽ hiểu ra rằng chính đạo đúng đắn nhất trên đời không phải sống vì người khác, mà là trân trọng chính bản thân mình. Cái thú của tuổi trung niên chính là hiểu đời, hiểu người và hiểu bản thân để biết điều gì nên làm, tận hưởng cuộc sống trong tầm tay. Quãng đời còn lại quá quý giá để bạn lãng phí vào những sự việc và mối quan hệ không đáng. Do vậy, để tâm thái bình an, gia cảnh vô sự, có những tuýp người tốt nhất nên tránh xa. 1. Những người chỉ muốn nhận lấy, không biết cho đi. Trên mạng xã hội từng có một câu hỏi: người giàu nhất có phải nên đứng ra thanh toán hóa đơn cho mọi người hay không? Câu trả lời nhận được nhiều tán đồng nhất chính là: không nên. Từ xưa đến nay, mọi người đều biết lễ thượng giảng lai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Không ai là người có trách nhiệm luôn luôn cho đi. Bất luận có thân thiết như thế nào, điều cấm kỵ nhất là đơn phương trao đi. Sự bất bình đẳng sẽ khiến quan hệ không thể kéo dài bền vững. Nên hiểu rằng, quan hệ không phải là vàng bạc châu báu. Nếu cứ cất trong két sắt hoặc tủ kính để trưng bày thì sẽ không tạo ra các mối quan hệ. Chúng chỉ được thành lập và trở nên bền chặt hơn khi đôi bên có qua có lại, cùng nhau vun đắp. Đặc biệt, ở độ tuổi trung niên, chúng ta vốn không cần quá nhiều bằng hữu mà chỉ cần một vài tri kỷ hết lòng là được. Không nên ôm đồm quá nhiều để rước thêm tai dạ, tự mua phiền nhiễu vào người. 2. Những người họ hàng thân thích coi thường mình. Có câu nói rằng, trên đời này, bản tính con người là khó kiểm soát nhất. Đôi khi người mà bạn cho là thân thiết nhất lại thường là người khiến bạn tổn thương nhiều nhất. Trong hiện thực, có một kiểu họ hàng thân thích như thế này. Ngoài mặt, họ cười nói vui vẻ với bạn, nhưng sau lưng, họ luôn coi thường và soi mói từng hành động, cử chỉ của chúng ta. Khi có chuyện cần nhờ giả, họ ân cần niềm nở. Khi bản thân bạn gặp vấn đề yêu cầu sự trợ giúp, họ lập tức trở mặt hững hờ. Đối với kiểu người này, sự coi thường và khinh rẻ đã ăn sâu vào cốt tủy. Dù bạn hết lòng tốt với họ đến đâu thì cũng chỉ đổi lại sự ác ý. Do đó, tốt hơn hết nên tránh xa càng sớm càng tốt. Muốn xây dựng quan hệ lâu dài thì sự tôn trọng là điều không thể thiếu. Cho dù đó là họ hàng, người thân ruột thịt, những đạo lý tối thiểu trong đối nhân xử thế vẫn cần được áp dụng. 3. Bạn học, đồng nghiệp cũ bỗng liên hệ lại sau nhiều năm. Trong một đời người, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều bạn bè, xây dựng rất nhiều mối quan hệ. Các quan hệ này thân thiết hay xa cách đều phụ thuộc vào quá trình dung dán từ đôi bên. Ngược lại, nếu lâu ngày không liên lạc, không quan tâm thì mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ nguội lạnh. Nhất là khi bước vào tuổi trung niên, mỗi người đã có cuộc sống riêng, phải đối mặt với những áp lực riêng. Thời gian và sự bận rộn sẽ khiến mọi người dần dần quên nhau đi nếu không liên lạc quá lâu. Đây cũng là thời điểm để người trung niên dần buông bỏ những mối quan hệ nửa vời như vậy. Học cách buông tay với quá khứ thì hiện tại mới trở nên nhẹ nhàng hơn. Do đó,
nếu những người bạn xưa cũ đột nhiên liên hệ lại, tỏ ý muốn nhờ giả, chúng ta cũng không cần tự làm khó bản thân chỉ vì sợ mất lòng. 4. Người khác giới có quan hệ mập mờ. Sự mập mờ trong một mối quan hệ là điều khó kiểm soát nhất. Đây là mức độ chưa vượt quá giới hạn về đạo đức, nhưng vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm nhất định, khiến lòng người xao động không yên. Ở tuổi trung niên, những mối quan hệ như vậy chính là một liều thuốc độc. Chúng không chỉ đem tới phiền nhiễu quấn thân, mà thậm chí còn tồn tại nguy cơ tan quan cửa nhà. Suy cho cùng, các mối quan hệ không tiến thì nên lùi. Sự mập mờ, mơ hồ ở giữa giống như một con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương cả hai. Đừng trốn tránh cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán của tuổi xế chiều bằng cách lao vào những cuộc vui đùa tình cảm như vậy. Ở tuổi này, khi mà tiền tài và vật chất đã không còn quá quan trọng, hãy sống sao cho thanh giản nội tâm, đạm mà không tranh, thông dong tĩnh lặng, từ đó mới lĩnh ngộ bản chất thực sự của cuộc sống. Người đến tuổi trung niên, bạn bè ít không sao, chỉ cần chân thành là đủ. Có như vậy, cuộc sống mới không còn nặng gánh ưu phiền, tâm thế mới được bình an và yên ổn, vượt qua quãng thời gian còn lại trong yên vui. 3. Không làm, 5. Không giúp. Đừng dại làm thay người khác 8 điều này, tiền mất tật mang mà tương lai ắt hối hận. Người thông minh biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Do đó, trong đối nhân xử thế thường ngày, nguyên tắc 3 không làm, 5 không giúp cần được tuân thủ một cách khôn khéo. 3 chuyện không làm. 1. Chuyện bao đồng. Trong cuộc đời người khác, chúng ta chỉ đóng vai trò là nhân vật phụ, thậm chí là một khán giả ngồi xem. Do đó, hãy học cách tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Việc can dự chuyện bao đồng đôi khi không phải là nhiệt tình, mà là thiếu chừng mực. Hãy để mỗi người tự sống cuộc đời của riêng mình, cho họ tự do lựa chọn, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với chính quyết định đó. Đó chính là không gian để họ có thể phát triển cả về năng lực và tinh thần. 2. Chuyện tình cảm của người khác. Người xưa nói, không xen giữa, không bảo đảm, cả đời không phiền não. Trong mỗi một mối quan hệ, nếu không phải đương sự, bạn rất khó có thể hiểu sâu, hiểu kỹ về những khúc mặc thật sự bên trong. Xen vào chuyện tình cảm của người khác chỉ khiến bạn tự đưa bản thân vào thế khó. Các mối quan hệ cá nhân khi thì hòa thuận, khi thì rạn nứt. Dù bạn có đưa ra lời khuyên như thế nào thì cũng rất khó dẹn cả đôi đường. Thời điểm những hệ lụy không may xảy tới, liệu chúng ta có thể chịu trách nhiệm cho những lời khuyên đó hay không? 3. Chuyện riêng tư của nhà người ta. Dù là bạn bè thân thiết đến mấy, có những vấn đề riêng tư mang tính đặc biệt rất khó có thể chia sẻ. Do đó, khi là người ngoài, bạn không thể hiểu hết tường tận gốc rễ mọi vấn đề. Chính điều đó khiến cho việc can dự vào chuyện riêng tư của nhà người khác trở nên lố bịch. Bên cạnh đó, các mối quan hệ trong gia đình thường được xây dựng dựa trên nghĩa và tình. Sử dụng lý trí từ góc nhìn ngoài cuộc không đem tới quá nhiều tác dụng để gỡ rối. Nếu đã không có khả năng, tốt nhất chúng ta nên hạn chế đụng chạm tới những vấn đề riêng tư này. 5. Việc không giúp. 1. Không giúp việc quá sức mình. Giúp người là tốt, nhưng chỉ nên giúp trong phạm vi khả năng cho phép. Những việc nào có thể giúp được thì hãy giúp, chứ đừng bao giờ nhận lời những việc vượt quá sức của mình. Đến lúc gặp khó khăn, vất vả, người ta cũng không biết. Nếu vì thế mà gây ra sai lầm,
hỏng việc của đối phương thì thậm chí còn chịu thêm lời oán trách, tiền mất tật mang, hại cả đôi đường. 2. Không giúp việc vượt quá giới hạn. Trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu cũng phải có chừng mực. Đặc biệt là giữa người với người, chúng ta nên biết rõ vị trí của mình là ở đâu để vạch rõ giới hạn. Đối nhân xử thế trong khuôn khổ giới hạn cho phép sẽ khiến chúng ta dễ thở hơn. Đồng thời, đối phương cũng có không gian riêng cho mình. Đừng quá tọc mạch vào những chuyện cá nhân, khiến người ta mất lòng, thậm chí nảy sinh sự nghi kỵ, đề phòng. 3. Không giúp người không có lòng biết ơn. Người xưa có câu, chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Ở đời, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Do đó, nếu có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ, đó chính là ân tình đáng quý trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nhìn nhận và trân trọng tấm lòng của người khác. Có không ít người luôn cảm thấy sự hy sinh của người khác dành cho mình là đương nhiên. Họ không chỉ không biết ơn, mà cũng không định báo. Với kiểu người này, dù có giúp đỡ hàng trăm lần, hàng nghìn lần thì họ cũng không cảm thấy nhớ ơn. Nhưng chỉ cần một lần từ chối, họ sẽ lập tức trở mặt và ghi thù. 4. Không giúp sự nghèo khó. Cho người một con cá, người sẽ ăn hết nó trong một ngày. Nhưng nếu dạy người cách câu cá, người sẽ được ăn cá cả đời. Khi người ta gặp khó khăn, việc chúng ta cần làm là giúp đỡ trong khả năng của mình, làm những gì nên làm. Tuy nhiên, cách giúp mới là quan trọng hơn cả. Thay vì cho họ tiền để vượt nghèo vượt khó, hãy chỉ cho họ con đường để tiến bộ, vượt lên hoàn cảnh bằng chính sức lực của mình. Nếu người đó chỉ an phận với sự nghèo khó, chỉ biết kêu than, ỷ lại vào sự giúp đỡ của mọi người, thì sự giúp đỡ của bạn sẽ chỉ khiến người ta lười biếng hơn mà thôi. Cứu nghèo cứu đói không bao giờ là đủ. Bạn càng giúp thì càng tốn công vô ích. 5. Không giúp việc vi phạm nguyên tắc. Ai cũng có những nguyên tắc của riêng mình là bất khả xâm phạm. Cho dù đối phương là bạn bè người thân thiết đến mức nào, cũng hãy cố gắng giữ lấy nguyên tắc của bản thân. Những nguyên tắc đó là để bạn biết mình là ai, cũng là để bảo vệ bạn. Đừng dễ dàng đánh mất, nếu không hậu quả khôn lường.